Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Công viên Hội An để tiếp tục theo dõi trận đấu chung kết của giải bóng đá phong trào Cúp Minh Thành năm 2019 được tổ chức lần đầu tiên. Dứt điểm không vào, cú kết thúc khá nguy hiểm của cao thủ FC Tô Vĩnh Diện. Dứt điểm, cú đá đi ra ngoài rất đáng tiếc. Tú Ruồi rất tốt, Sơn Quái cơ hội không được. Phản công dành cho FC 83 không được. Hà Nội vẫn đang thi đấu khá chặt chẽ, rất nguy hiểm. Bùi Quang Chính có thể dứt điểm. Thêm một pha đấm bóng an toàn của Thái Châu. Đó là cú sút ngay. Bóng đi cao hơn rất nhiều so với khung thành của Thái Châu. Đường chuyền dài của Văn Bảo rất nguy hiểm. Giờ cũng là những trận đấu mà các đội đề cao sự thận trọng lên hàng đầu. Đức Anh, Sơn Quái, Tuấn Múp. Cú đá đi ra ngoài của Tuấn Múp. Người thực hiện sẽ là Sơn Quái. Đánh đầu, người băng vào là Mậm Vũ. Đánh đầu chuyền vào không được. Người đá bật cao cuối cùng là Hoàng Long nhưng đã không thể thực hiện cú đánh đầu. FC 83 là đội bóng đã có chiến thắng với tỷ số 2-1 trước FC 69. Rất nguy hiểm. Bùi Quang Chính không được. Chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Công viên Hội An để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu chung kết của giải bóng đá phong trào Cúp Minh Thành năm 2019 được tổ chức lần đầu tiên. Thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất đã khép lại mà không có một bàn thắng nào được ghi. Rất tốt. Xuân Hoàng được chuyển sang. Rồi, dứt điểm không vào, vẫn còn. 1-0 dành cho FC 83. Pha lập công là của Hoàng Long. FC 83 đã bất ngờ khai thông được thế bế tắc của trận đấu chung kết. Cú đá đầu tiên thì Thái Châu đã chơi xuất sắc. Nhưng Hoàng Long sau đó đã băng vào đá bồi và khi đó thì Thái Châu không còn cơ hội nữa. 1-0 dành cho FC 83. Thế bế tắc của trận chung kết đã được khai thông. Xuân Hoàng không được. Các thủ FC 83 là Tuấn Nếp. Như vậy là Tuấn Nếp đã được tung vào sân. Dứt điểm không vào. Cú đá của Tuấn Múc. Cú đá rất căng. Cú đá rất căng vừa rồi của Sơn Quái. Đức Anh, Mẫm Vũ không được. Nguyễn Lồn không vào. Rất đáng tiếc, cú đá cuối cùng của Nguyễn Lồn không đi trúng đích. Bùi Quang Chính, cú lốp bóng. Đó là cú lốp bóng rất kỹ thuật của Bùi Quang Chính. Không được. Phản công dành cho các thủ FC 83. Ôi, đối mặt rất hôm. 2-0 dành cho FC 83. Người ghi bàn là Xuân Hoàng. Một tình huống phản công rất sắc của các thủ FC 83 sau một pha bóng mà họ đã cắt được tình huống lên bóng của đối phương. Bùi Quang Chính là cầu thủ đã thực hiện đường truyền dành cho tiền đạo Nguyễn Xuân Hoàng và số 9 này đã không phụ lòng người đồng đội khi có cú dứt điểm rất chuẩn xác để nâng tỷ số lên 2-0. Tuấn Múp vẫn là một cú kết thúc đi rất thiếu chính xác. Xuân Hoàng rất cố gắng để đấu vào. Bùi Quang Chính rất khéo. Bùi Quang Chính cơ hội. 3-0 dành cho FC 83. Liên tục là những bàn thắng cho đội bóng áo vàng. Tiếp tục là pha lập công của Xuân Hoàng. Một cú đúp của cầu thủ mang áo số 9 bên phía FC 83. Sự nôn nóng và sự vội vàng đang khiến cho các cầu thủ Tô Vĩnh Diện liên tục tạo ra những sự lơi lỏng bên phần sân nhà. Khoảng cách của trận chung kết đang là rất lớn nghiêng về đội bóng áo vàng và họ đang tiến những bước rất dài đến với chức vô địch. Có thể dứt điểm. Cú đá của Quang Chính. Cơ hội có thể dứt điểm, vẫn chưa thể chính xác. Các thủ Tô Vĩnh Diện vẫn đang gặp vấn đề cuối cùng với những quả dứt điểm. Thủ đã chơi rất nhiều những giải đấu lớn. Tuấn Múc vẫn đang là Tuấn Múc. Cơ hội 1-3 dành cho Tô Vĩnh Diện. Một mình Tuấn Múc đã vượt qua được tới 2-3 cái bóng áo vàng. Bàn thắng sẽ sống lại một chút hy vọng dành cho Tô Vĩnh Diện. Tuấn Múc đã cho thấy
Một bề ngoài rất khó để cản lại hai cầu thủ của FC83 nhưng vẫn không thể ngăn cản được Tuấn Múc với một thể hình rất to. Nguyễn Lùn dứt điểm, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Hy vọng lại sống lại với Tô Vinh Diện. Bàn thắng sút xa rất đẹp của Nguyễn Lùn. FC83 đã dẫn tới 3 bàn nhưng giờ đã để cho đối phương rút ngắn xuống còn 2-3. Khoảng cách chỉ còn là 1 bàn. Những phút cuối trận chắc chắn sẽ hết sức gây cấn. Trận chung kết đang có được sự kịch tính ở những thời điểm cuối này. Đánh đầu không được. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn bên phía FC83. Tuấn Nếp dứt điểm không được. Tuấn Nếp có thể dứt điểm không vào. Vẫn còn, vẫn không vào. Tuấn Nếp không được. Và hết giờ, chiến thắng đã thuộc về FC83. Xin chúc mừng đội bóng hoa vàng với chức vô địch, với một thành quả xứng đáng dành cho đội bóng này. Họ đã chơi một trận đấu quả cảm, chơi rất cố gắng khi đối đầu với một đội bóng rất mạnh như Tô Vĩnh Diện. FC83 đã có được tới 3 bàn thắng dẫn trước nhưng sau đó họ để cho Tô Vĩnh Diện gỡ lại 2 bàn. Nhưng đội bóng áo đỏ vẫn đứng vững để có được chức vô địch. Xin chúc mừng các đội FC83.